Chân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em ơi là kinh bất sản đặc biệt ngày hôm nay là nói đầu tiên xin chúc quý anh chị một ngày mới làm biệt được vui vẻ và an lành ha hôm nay gia chủ có ký gửi bên em một căn nhà và mảnh giường bưởi ha anh chị trước cái hình mình đó mình chạy ra khoảng 300 m nữa về trái đó là về quốc lộ A. Từ căn nhà mình nó di chuyển về quốc lộ A là khoảng 2 km nha anh chị. Còn mà đi ra đường tỉnh lộ 876 á ngay chỗ chợ Đông Hòa anh chị, mình chạy khoảng 4 cây số mới tới nha anh chị. Khu này thì có điện, nước, wifi, cáp đầy đủ nha. Chỗ này có đèn đường luôn anh chị. Đây để quay cho anh chị xem. Cái miếng đất mình á là ngang cái đường đan công cộng này đó, đan 3 m á là 30 m7 à, dài vô là 174 m ha đó tới mà cái anh mà đứng à, à, thước màn hình đó anh chị đây để quay qua cái nhà cho anh chị xem nha trước cái nhà mình đó thì có một cái kinh tiêu nha anh chị đó từ cái dừa trước màn hình mình anh chị thấy không đó sâu vô là 174 m còn mặt tiền đường đan mình là 30 m7 nha mặt tiền cũng khá là rộng nha anh chị đây để em di chuyển gần lại xíu cho anh chị xem này rõ nha. Trên mảnh đất mình nó hiện tại trồng dừa, à mây vàng, kiển và một giường bưởi sau cái căn nhà mình nha. Cái kinh tiêu này cũng khoảng là 3 mét thôi anh chị, cũng không rộng mấy nha. Thì qua căn nhà mình đó anh chị thì hiện tại gia chủ đó, đang làm cái cầu đã đi vô là nhà là chỉ có 2 mét thôi. Nếu mà anh chị có quan tâm căn nhà này và mảnh vườn này á thì mình làm cầu đường ô tô á phải rộng lên một xíu mới vô ô tô được anh chị. Hiện tại cái cầu chỉ có 2m thôi anh chị. Từ cái căn nhà mình á. Và Mảnh Vườn á. Mình di chuyển ra đường nhựa chỉ có 1km thôi. Còn ra quốc lộc A là 2km mới tới anh chị. Căn nhà mình cũng khá là rộng ha. À ngang cái đường đan công cộng 3m đó là ngang 30m7. Và vô là 174m. Trên căn nhà mình đó anh chị thì có là 200m. 24,8 m vuông thổ cư. Vị trí đây là ấp Trung A, à, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Nếu mà anh chị ở Sài Gòn á, mình đi di chuyển về đây á, tới căn nhà này á thì là khoảng là 75 km ha. Đây, về cây cầu này để quay cho anh chị xem này ha. Cây cầu này là khoảng 1 m rưỡi đến 2 m nè. Đó, mình giờ em di chuyển sâu vô bên trong căn nhà để quay cho anh chị xem nha đây là một kênh tiêu nè, em đứng giữa cái cầu quay kỹ cho anh chị xem để anh chị nắm rõ hơn ha nếu mà cô chú anh chị có xe ô tô á mình phải làm cái cầu lại nha anh chị hiện tại thì cái cầu thì đi xe máy thôi rồi để em tiến sâu trong quay cho anh chị xem không thầy mất thời gian của anh chị nữa nha đó từ cái ganh em đứng nè đó dài qua bên kia là 30m7 sâu vô là 174m rồi em tiến tới đây là có một cái cái uh, trước cái sân mình là hiện tại gia chủ đang trồng mai vàng nha anh chị tất cả mai vàng và kiển ở trên cái uh, sân mình à, ở trước sân và ở bên hông kiển và mai vàng gia chủ tặng hết cho mình luôn nha gia chủ không có bứng đi nha anh chị anh chị thấy không mai rất là to rất là đẹp anh chị thấy không cây nào cây nói rất là đẹp ha có một số cây nhỏ còn một số này rất là tớn anh chị thấy không em quay gần lại xíu cho anh chị thấy nè ha cái tàn rất là đẹp nha anh chị đó, một cái giường mai và kiển thì gia chủ tặng cho mình luôn đó quá là tuyệt vời hả anh chị đây căn nhà mình đây em di chuyển sâu bên trong căn nhà rồi em quay từng chi tiết rồi sau đó em ra sân giường bưởi đó em quay cho anh chị xem nha hiện tại thì cái nhà này là gia chủ đang ở nha anh chị đó cái nhà thì cũng đơn giản thôi nhà cấp 4 thôi đó mấy cái trụ cột trước nè anh chị theo đó gia chủ cũng ốp hết rồi còn trước cái, cái, nhà mình gia chủ cũng ướp ốp gạch luôn đó đây để quay khéo qua bên tay trái cho anh chị xem nha đó, nhà rất là đẹp anh chị cũng nhà cấp 4 thôi ha hiện tại thì căn nhà thì gia chủ đang ở anh chị cái này gia chủ đang cần bán gấp anh chị do uh, chủ di chuyển ra nơi khác ở nên cần bán gấp căn nhà này ha nhà mình thì cũng đơn giản nhưng mà cũng thấy sạch sẽ anh chị hiện tại cái nhà mình nó được hai phòng ngủ nha anh chị từ mỹ tho mà anh chị chạy lên cái căn nhà cấp 4 này á và mình dừng bưởi á thì là khoảng 10 15 đến 20 phút mới tới anh chị phía, phía sau cuối video em sẽ gửi cái sổ đất và nhà này lên để cho anh chị coi nha Em xin nhắc lại cái căn nhà mình á thì có 2248 mét m vuông thổ cư. Với diện tích đường đan công cộng 3 m đó là ngang là 30 m7, dài vô là 174 m nha anh chị. Cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng chạy xe khoảng 20 phút là tới anh chị. Cách đường nhựa thì là 1 km, còn cách quốc lộ 1A là 2 km mới tới nha. Đây là phía sau cái à, bếp nấu ăn đây hết video này em sẽ để cái sổ đất với nhà trên cái video cho anh chị xem nha đây là một cái ao cá là chị sao cái đuôi nhà mình nè ao cá nó cũng khá là rộng ha nó cũng vuông dứt là khoảng 4 bốn mét dài khoảng 5m đến 6m nha chị đây một con cá tượng đang nổi nè chị thôi để quay cận lên cho anh chị xem nha cá tượng này khá là lớn anh chị này cũng khoảng một ký mấy hai ký á rồi em không để mất thời gian anh chị đem đi chuyển phía sau cái đuôi đất để quay cho anh chị xem ha cái hướng nhà mình đó anh chị là hướng nam nha anh chị nào mà hợp hướng nam á à, về đây nghỉ dưỡng à, là khu này là thích hợp cho anh chị nè cũng rất là thuận tiện nữa tại cái nhà mình nó nằm ở đường đan công cộng đan là 3 mét đó có cái kinh tiêu trước cửa nhà hiện tại thì à, xe ô tô không vô nhà được nha hiện tại thì cái cầu chỉ có bắt qua hai mét thôi nếu mà anh chị nào có xe hơi á, thì phải làm cái cầu lớn hơn xíu nha anh chị đây là phía sau mà cái kho người ta nuôi heo à, hiện tại thì ta không còn nuôi heo nữa và tôi nuôi gà và phía kế đó là ta nuôi dê nha anh chị căn nhà và mảnh giường bởi mình á, lên tổng diện tích là 4.440 m2 à, trên căn nhà thì có 224,8 m2 thổ cư đó, anh chị rất là yên tâm về thủ cư ha thì căn nhà này có thủ cư rất rất là yên tâm vấn đề đó rồi hiện tại thì thì sổ á, thì đang nằm ở nhà gia chủ không có cầm gì hết nếu mà anh chị nào mà muốn thiện chí mua đặt cặp cũng được còn nếu mua công chứng luôn thì thì sổ đang nằm ở nhà anh chị mình ra công chứng cũng được nha anh chị gia chủ ký gửi giá bán chỉ có là 4 tỷ tư thôi giá là giá chốt luôn nha giá này không thương lượng nha anh chị đây con dê này anh chị theo nhìn rất đẹp ha rồi em đi chuyển về phía sau cái vườn bưởi cho anh chị xem nha từng chi tiết nha bưởi thì ở phía này đó thì tốt không bằng phía sau nha anh chị phía sau bưởi tốt rất là nhiều nha cái này chưa chín anh chị ơi cái gia chủ cũng đặt thêm một số dừa anh chị dừa thì đặt khoảng 3 năm hai năm thôi còn chuối thì ta trồng để ăn thôi chứ không có trồng nhiều anh chị quan trọng là bánh vườn sau mình là vườn bưởi xem kẽ vô dừa và một số cây đũa để cho dê ăn anh chị hiện tại em quay đang buổi trưa nên hơi nắng quá chói ca camera mong anh chị thông cảm cho em ha đất mình nó thì sạch sẽ không có mộ mã anh nha anh chị rất là yên tâm vấn đề đó ha nếu mà anh chị sợ mã thì đây là không có mã đó, anh chị rất là yên tâm rồi em xin nhắc lại cái vị trí À, căn nhà của mình và bánh giường là đây là ấp Trung A, à, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với mặt ngang là 30m7, à, sâu vô là 174m trước cái nhà mình nó có một kênh tiêu Ở trên căn nhà thì có 2248 m vuông thủ cư đó, rất là đẹp ha, và một vườn bưởi khá là đẹp Gia chủ ký gửi giá bán là 4 tỷ tư Giá này giá chốt luôn anh chị Không thương lượng ha Đây trái khá là nhiều anh chị ơi Quá tuyệt vời ha Một cái vườn bưởi Phía sau thì rất là tốt hơn ở Phía trước xíu nha anh chị Đây Hiện tại đang quay buổi trưa ha Cạp gà hơi chói xíu anh chị Thông cảm cho em anh chị À bất sản đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất à, Thi công công trình à, Sang lắp mặt bằng À, quý đầu tư, và anh chị nào có ký gửi đất nền, à, đất vườn hay là nhà cửa thì liên hệ bên em để bên em có người xuống lấy thông tin và ký gửi bán giùm cho quý đầu tư và anh chị nha. Cái này mà thích hợp cho cô chú nào mà ở sài gòn á, về đây muốn nghỉ dưỡng á thì khu này thích hợp cho anh chị nè. cái nhà thì mình tu bổ một xíu, thì mình ở còn phía sau thì mình đang có quy lợi rồi, đó mình à, chăm sóc nữa là mình à, là ok anh chị đây một cái giường khá đẹp ha đây cây trái cũng khá là nhiều để quay cận cận lại xíu cho anh chị xem nha hiện tại thì em cây trái âm tầm lắm em đi phải không một xíu mới mới quay kỹ cho anh chị xem được này thấy không cái tán cây khá lớn anh chị Đó, khá là rộng ha anh chị thấy không đây bụi rất là tốt anh chị thấy không rất là xanh tươi ha với giá bán là 4 tỷ tư giá chốt nha anh chị giá này không thường lượng chính chủ ha với căn nhà mình này có 224,8 mét thổ cư đó hãy đến đây kết thúc video à, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái nhà này và mảnh vườn này thì liên hệ bên em để em dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả giấy tờ thôi với giá này là giá chốt rồi ha à, bất sản đức việt xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo à, xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi